Hoàng đế Dĩa Nhựa, nghệ sĩ Tấn Tài từ Trần. Nghệ sĩ Tấn Tài, cha của hai nghệ sĩ Hải Tấn Beo và Tấn Bo, đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc dạng sáng ngày 27 tháng 1 năm 2011 tại nhà riêng, thọ 74 tuổi. Cách đây 3 ngày, ông nhập viện cấp cứu với tình trạng sốt cao. Hôm qua, nghệ sĩ Tấn Beo đã cho biết cha của anh chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở oxy và dịch truyền. Nghệ sĩ Tấn Tài tên thật là Lê Tấn Tài sinh năm 1938 tại huyện núi Sập tỉnh An Giang. Ông là nghệ sĩ có chất giọng trầm ấm và những vai diễn để đời với gia tài hơn 1000 bài vọng cổ đã được ghi âm từ thập niên 60 70 của thế kỷ trước cùng với hàng trăm vai diễn trên sân khấu cải lương mà công chúng báo giới quen gọi là hoàng đế đĩa nhựa. Cách đây một tháng ông bị nhiễm trùng ống dẫn mật phải giải phẫu để giữ tính mạng. Tin này làm nhiều người trong giới nghệ sĩ bàng hoàng vì trong đám tang nghệ sĩ Kim Ngọc, ông đã đến thắp hương tiễn biệt người bạn đồng nghiệp đã từng nổi tiếng trong vở Cô gái Đồ Long với vai Chu Chỉ Nhược. Nay khán giả lại khóc thương tiễn biệt ông, một trương vô kỵ, một alika, một hoàng đế đĩa nhựa đã làm dạng danh quê hương An Giang với hàng ngàn bài vọng cổ để đời xuất thân là một nhà giáo nhưng đam mê sân khấu cải lương nên ông đã rời bục giảng để theo nghề ông đã đem tri thức và sự chuẩn mực vào sân khấu tạo nên phong cách ca diễn hết sức điêu luyện ông và vợ cố nghệ sĩ như ngọc đã từng lập gánh hát thủ đô một và hai dìu dắt nâng đỡ nhiều diễn viên trẻ ông đã sinh hai người con nối nghiệp nghệ sĩ tấn đeo và tấn bo hiện được khán giả yêu mến vì phong cách diễn hài sôi nổi và duyên dáng